Chiều nay, ngày 12 tháng 8, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu để nắm tình hình bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Thành ủy Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển ổn định. Việc thực hiện nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 theo hướng văn minh hiện đại có chuyển biến tích cực. Đến nay, thành phố cơ bản đạt 52 trên 63 tiêu chuẩn. Ngoài ra, thành phố Bạc Liêu cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá gồm du lịch, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn những khó khăn hạn chế như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 2045 còn kéo dài. Ngoài ra, thành phố dự kiến mở rộng địa giới hành chính phường 3 về phía phường 8, nhưng khu vực này chưa xây dựng cầu qua sông Bạc Liêu Cà Mau nên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hạn chế phát triển kinh tế xã hội. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh xem xét hỗ trợ thành phố giải quyết những khó khăn trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, phát triển kinh tế đêm, gắn với phát triển du lịch và về kết cấu hạ tầng giao thông. Tại buổi làm việc, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành đã cùng phân tích, góp ý về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và trả lời làm rõ các kiến nghị của thành phố trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bạc Liêu đã đạt được trong thời gian qua. Thành phố đã khai thác tiềm năng lợi thế, khắc phục những hạn chế khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở ngành cần xem xét có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai, sớm đưa thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025.